Chiều nay các ông bà Đoàn Xuân Hiếu, Phan Thị Thúy Linh, Lê Thị Như Hồng, tôi đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực quận Cẩm Lệ tiếp xúc cử tri phường Hòa An nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa An đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, cử tri Nguyễn Tấn Vinh, tổ 18 nêu bức xúc, hiện nay nguồn nước sạch cung cấp cho bà con trong khu vực rất yếu, không đáp ứng nhu cầu của người dân. Cử tri ông Văn Hiệp, tổ 74, kiến nghị thành phố tiếp tục trang bị đèn tín hiệu giao thông trên đường Đinh Liệt, nhất là tại các ngã ba, ngã tư để giảm thiểu tai nạn giao thông. Cử tri Nguyễn Trọng Minh kiến nghị thành phố cho sửa chữa một số nắp cống đậy trên tuyến đường Tôn Đản, đề nghị công an thành phố sớm trả kết quả làm căn cước công dân. Một số ý kiến cử tri kiến nghị thành phố tạo điều kiện cho người dân trong khu vực khai cạn sửa chữa nhà ở ổn định cuộc sống.